Xin chào các bạn nhé. Cũng đã rất là lâu rồi mình cũng muốn làm một cái video về cái dịch vụ rút tiền nhà mình, nhưng mà mình do cái thời gian nó quá bận nên là mình không có thời gian để làm. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn gọn thôi để nói về cái rút tiền nhà mình liệu có an toàn hay không, và mình có trách nhiệm như thế nào sau khi mà rút tiền mà hệ thống nó bị treo, và một tháng thì mình thu nhập được bao nhiêu từ cái rút tiền, và một tháng thì có lượng khách giao dịch là bao nhiêu, lượng khách là số lượng khách là giao dịch là bao nhiêu, và cái số tiền là giao dịch là bao nhiêu, và cái số tiền đấy mình sẽ xoay vòng như thế nào, và mình cần phải đầu tư là bao nhiêu. Thì lát nữa mình sẽ đăng nhập trên hệ thống máy tính, mình sẽ quay cho các bạn xem. Và cái mà các bạn muốn lấy tiền ấy, mà các bạn tại sao không thấy hóa đơn ấy, tại vì cái hóa đơn nó in nó rất chi là lâu và phức tạp. Mình làm thế nào ấy, muốn cho các bạn sử dụng cái dịch vụ của nhà mình nó nhanh nhất, nó an toàn nhất và nó hiệu quả nhất đó. Còn nếu như mà muốn in hóa đơn ấy, thì mình phải đăng nhập trên hệ thống, sau đó mình mới in ra được. Chứ còn cái này ấy là họ đã tối ưu hóa rồi, cái máy này nó rất là nhỏ gọn nhưng mà cái độ nhạy của nó rất là lớn. Cái vì cái đây là những phiên bản mới nhất, mình khi mà mình đăng ký với ngân hàng ấy, thì họ cung cấp cho mình cái máy này là cái máy nhỏ gọn mà gọi là tối ưu nhất hiện nay đó. Thì sau khi quẹt các cái này, quẹt các cái máy này á, thì nó sẽ liên hệ với một cái app, nó sẽ bắt trực tiếp qua một cái app ở đây ở trên ở nhà mình ấy. Thì giả dụ nhà mình có 3 người chẳng hạn, thì nhà mình phải cài ba cái app đó lên 3 cái con máy. Giả dụ như nhà em mình đây, em mình đang rút ở cái máy này, nhưng mình lại có khách vào, mình lại muốn rút ở máy kia, thì tại sao mà nó vẫn nhận biết được? Tức là nó ở cùng một hệ thống thôi, cùng một hệ thống đăng nhập nhá. Thì nó sẽ bắt vào cái máy này, nó bắt qua hệ thống Bluetooth, thì nó sẽ quẹt thẻ. Sau khi quẹt thẻ thành công ấy, thì nó sẽ báo trên hệ thống là sau khi mình ký xong một cái là xong. Đó. Thì rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn biết là một tháng mình giao dịch là bao nhiêu tiền nhá. Rồi. Đấy nhá, bây giờ mình giả dụ đây có cái ông khách hàng đến rút tiền đi. Đây, đây là cái máy nhá, cái máy quẹt thẻ này, còn đây là cái app. Đây, đây là cái app. Thì khách muốn rút tiền thì mình phải vào đây. Rồi. Đây, đây có rất là nhiều phần này, tài khoản, lịch sử này. Rồi, bây giờ khách muốn rút tiền thì mình phải vào đây. Rồi, giả dụ như là ông khách hàng rút 2 triệu đi. Rồi, 2 triệu nhá. Mình giả dụ là mình chỉ rút 2.000 thôi. Rồi. Rồi. Biển nó sẽ bắt ra cái máy này. Rồi. Đó. Rồi, bây giờ đến cái phần nhập mật khẩu. Rồi. Rồi mình ấn này, enter này. Rồi thì bên này bắt đầu nó chạy này. Đó. Rồi. Đến cái phần này thì là nó đã báo thành công rồi nhá. Thì bây giờ ở đây là mình sẽ ký tên vào đây. Đó, ký tên như này đi. Rồi. Đó. Thì như thế này gọi thành công nhá. Còn nếu trường hợp mà treo ấy thì bắt buộc mình lại phải gọi lên tổng đài nhá. Những cái trường hợp treo thì nó rất là ít. Vài trăm giao dịch thì mới có một giao dịch treo thôi. Vài nghìn đấy. Có tháng thì không bị. Rồi, giờ mình sẽ vào cái phần lịch sử đây. Rồi đây, mình vừa thực hiện đây. 2 triệu đồng này. À, 2.000 đồng đó, đây. Có đầy đủ ấy, thông tin này, ngày giờ này. Đó, ngày giờ giao dịch có đầy đủ hết nhé. Rồi. Còn bây giờ ấy, mà muốn in cái biên lai này ra ấy, đó, giờ mình sẽ đăng nhập vào cái hệ thống này. Mình sẽ vào cái hệ thống này. Giờ mình sẽ đăng nhập vào đây. 3456 này. Rồi, tổng số giao dịch hôm nay là 41 triệu này. Rồi. À, cái giao dịch nãy nó chưa nổi á.
Rồi, đây rồi, 2000 này. Đây nhá. Đây, cái giao dịch này à. Giao dịch mình vừa rút 2000 này. Đây. Hồi 21 giờ 49 phút này, 00 này. Rồi. Bây giờ mình vào đây mình chi tiết này. Đó, nó sẽ sổ ra một cái bảng này. Máy lót hơi chậm. Rồi, ở đây nó sẽ có hai cái liên này. Ở đây cho khách hàng này. Đó. Thì mình sẽ vào đây. Vào đây mình in ra nhé. Cho nên là nhiều khách đến rút lẻ là mình vì mình không in là vì mình in thời gian in cái hóa đơn nó rất là mất thời gian, không cần thiết là phải in hóa đơn, khách thì toàn khách quen thôi cho nên mình không cần. Đó. Rồi đây hóa đơn đây. Đây nha các bạn, đây là cái trang chủ này. Rồi rồi mình đăng nhập vào đây nhé. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ đăng nhập vào đây. Rồi. Đánh mật khẩu ở đây này. Rồi, đăng nhập. Đó. Đây là cái trang chủ đầu tiên thì sẽ báo nhá, thống kê là hôm nay là mình tổng số giao dịch của mình là 41 triệu này. Rồi, thì các bạn ở đây các bạn nhìn thấy này. Đó, cái tổng của số tiền là 99 triệu này thì là chưa thanh toán nhé, tại vì là hôm qua thứ bảy, hôm nay chủ nhật thì tiền ở bên ngân hàng họ đang giữ lại nhá. Thì bắt đầu sang thứ hai thì tầm khoảng từ 2 giờ chiều trở đi, thường thường là mình nhận được tiền của bên ngân hàng họ gửi trả mình ấy, thì vào khoảng 3 giờ đến 4 giờ ở cái khung giờ đó. Thì thứ bảy và chủ nhật thì bên ngân hàng họ nghỉ nhá, thì là mình sẽ không nhận được tiền từ bên ngân hàng. Đây nhá, mình sẽ cho các bạn thấy nhá. Đây là quản trị giao dịch này. Rồi mình nhấn vào đây. Rồi nhá, đây nhá. Đây là ngày tháng này. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là những ngày đầu tiên mình bắt đầu làm nhá. Ngày đầu tiên là mình nhớ là không nhầm là ngày, bắt đầu tháng 8. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tháng 8 năm 2019. Rồi. Mình bắt đầu làm là tháng 8 nhé. Tháng 8 năm 2019. Tháng 6. 7, 8 này. Rồi. Nha. Bắt đầu nhá, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Rồi bây giờ mình sẽ ấn vào thống kê này để xem nó loát ra nó là bao nhiêu nào. Đây nhá. Đây là những cái tháng, những ngày đầu tiên mình bắt đầu làm nhá. Đây nhá. Tổng số là có 31 giao dịch này. Rồi. Bên này thì là có 71 triệu này. Thì tổng một cái tháng hôm đấy là mình giao dịch là 71 triệu. Đây nhá. Đây là những cái ngày này, những ngày nó thể hiện này. Đó, 71 triệu. Đây là cái biểu đồ này, cái biểu đồ lên lên xuống xuống này. Đây nhá, cái ngày mà được nhiều nhất á, ngày được nhiều nhất là ngày được 15 triệu, đó là vào ngày 27 tháng 8. Đó. Rồi thì nhá, cái hồi mà mình bắt đầu mới làm ấy thì là 1 triệu thì bên ngân hàng họ sẽ trừ của mình đi là 2000 đồng. Thì mình đang thu của khách hàng là 5.000 đồng. Mọi người đến nhà mình nhé. Mình đang thu là 5.000 đồng. Thì bên đấy họ trừ đi 2.000 thì mình còn được 3.000. Đấy nhá, giả dụ như cái giao dịch này. Rồi nhá, mình cho xem này. Cái giao dịch ngày 29 tháng 8 năm 2019 nhá. Đó. Đây nhá. Cái giao dịch này thì là khách hàng rút 2 triệu. Thì họ trừ đi của mình là 4.000. Đó. Đây số tiền mình nhận thực về đây. 1.996.000 đây. Đó. Thì là tương đương là 1 triệu là 2.000 đồng. Đó. Nó trừ mình 2.000 đồng.
đó là cái thời kỳ đấy nhá. Còn bây giờ ấy, bây giờ mà cái thời kỳ nó bùng nổ ra nhiều rồi thì bên ngân hàng là bắt đầu lại trừ mình đi rất là nhiều. Bây giờ nhá, mình sẽ cho các bạn thấy nhá, những cái giao dịch gần đây nhất. Cái thời kỳ đó thì mình làm thì chỉ có được 71 triệu thôi. Cái hôm, cái tháng đầu tiên á. Và nó đã tăng nhá, tăng từng tháng, mỗi tháng lên, có thể tháng lên 100 triệu, tháng lên 200 triệu. Và cho đến bây giờ nó đã hơn 1 tỷ rồi. Đó. Hiện giờ nó lên hơn 1 tỷ rồi. Rồi mình cho các bạn xem tháng 10 đi. Tháng 10 gần nhất đi. Rồi cho nó dễ. Đây nhá. Đấy các bạn thấy này. Ngày 1 tháng 10 này đến ngày 31 tháng 10 này. Rồi, giờ mình ấn vào thống kê này. Rồi. Đó. Đó nhá. Đây các bạn xem thấy này, nhìn thấy này. Đó. Cái tổng số lần giao dịch là 603 nhá. 603 giao dịch và tổng số tiền đấy là 1 tỷ 7 nhá. Đó. Là tháng 10 nhá. Các tháng nó cứ tăng lên nhá, nó cứ tăng lên dần. Và mình nghĩ là sẽ có một ngày tới là nó sẽ tăng lên khoảng độ tầm 4 tỷ đến 5 tỷ. Đó, đây là cái biểu đồ này. Đây là cái biểu đồ nhá. Tại sao nó bị tăng vọt? Tại vì cái tăng vọt ở cái thời điểm này là vào những cái khung của ngày mùng 10 trở đi nhá. Ngày mùng 10, nếu như hôm nào mà nhà mình mà ngày mùng 10 mà bén vào ngày thứ 7 và chủ nhật ấy, thì cái lượng khách thì sẽ tăng lên. Vì cái hôm từ hôm mùng 10 trở đi là bắt đầu là có lương rồi. Đây nhá, mình xem cái mốc cao nhất này. Rồi cái mốc cao nhất đó. Cái mốc cao nhất cái hôm đấy là giao dịch là 403 triệu nhá. Đó. 403 triệu. Thì cái số tiền nó rất là lớn, nhưng mình lại không thể nhận được cái số tiền này ngay mà phải chờ đến, giả dụ như hôm nay thứ bảy đi và chủ nhật đi, thì cái số tiền này nó phải sang thứ hai khoảng độ đến, nếu mà số tiền lớn như thế này thì thường thường nó sẽ rơi vào khoảng 5 giờ, 4 giờ hoặc 5 giờ thì mình mới được nhận được tiền. Nó cho nên là nó rất là chậm. Và cái số tiền này mình muốn ra ngân hàng rút ý, thì mình cũng phải mất phí nhé các bạn ạ. Tại sao là mất phí? Là cái số tiền này khi mình đổ về ngân hàng, đổ về tài khoản của mình, phải lớn hơn 72 tiếng thì mình rút, không mất phí. Còn nếu như nhỏ hơn 72 tiếng ý, thì mình ra mình rút ý, thì mình sẽ mất phí nhé. Đó. Khi mất phí thì cộng với cái chi phí mình đi lại để mình lấy cái số tiền này về để mình xoay vòng ấy, thì mình phải đi xăng xe rồi đi lại xăng xe, như mình đi ô tô thì mình đi cả về mình rơi vào khoảng độ 60.000 tiền xăng. Đó, 60.000 cộng với mấy chục nghìn mình rút ở bên ngân hàng nữa thì mình trừ nhé. Đây nhá, 1 tỷ 7 nhá, 1 tỷ 7 mình hiện giờ này. Bây giờ ấy, nó đang trừ của mình đi là 3.300 một đầu triệu rồi. Đây nhá, ngày 29 tháng 10 này. Đó, ngày 29 tháng 10 này có một cái thẻ này đây. Đây nhá, một cái giao dịch này mình cho vào xem này. Đây nhá. Mình rút đấy là mình trừ thẳng luôn 10.000 luôn ở một cái triệu đầu tiên của mình á. Thì ở đây á, nó đang trừ đi của mình là 3.333 đồng. Đó. Thì 1 triệu nó trừ của mình đi là 3.300 rồi. Thì mình còn được 1.700 thôi. 1.700 thì 1 tỷ thì mình được 1.700.000. 1 tỷ thì mình chỉ có được 1.700.000 thôi. À đó, còn 2 còn 1 tỷ 7 thì mình được khoảng độ đâu 2 triệu 7 2 triệu 8 gì đó. Đó, 2 triệu 7 triệu 8 gì đó. Nếu như mình mà có 1 tỷ. À, giả dụ nhá, các bạn có 1 tỷ các bạn gửi ngân hàng thôi, các bạn cũng được khoảng độ như bây giờ kiểu gì cũng được khoảng độ 7 triệu. Đó, kiểu gì các bạn cũng được 7 triệu, nhưng trong cái giao dịch trong 603 lần giao dịch này của mình kiểu gì cũng phát sinh ra lỗi treo này. Đó, cho nên áp lực rất là chia lớn, mình phải điện lên tổng đài rồi là phải giải thích cho khách hàng và làm thế nào mà khách hàng người ta hài lòng nhất. Thì ở đây có các cái đây các cái ngày này. Đó. Đây. Đó. Thì mình cũng không có nhiều tiền, cho nên là cái số tiền của mình quay vòng nó cũng mình chỉ bỏ ra khoảng độ vài trăm triệu thôi, cũng không có nhiều, mình không có nhiều tiền. Cho nên là cái số tiền này mình đang quay vòng, mình phải đi lại rất là nhiều
đi gom tiền rất là nhiều, tại vì rơi vào những ngày thứ bảy chủ nhật ấy, thì tất cả các cây nó hết tiền rồi, tất cả các cây hết tiền thì bắt đầu mình phải xoay vòng, có khi phải đi mượn tiền chứ khó phải là lúc nào cũng có tiền đâu. Tất cả ngân hàng bưu điện người ta nghỉ hết thì bắt đầu mình mới xoay mình làm thế nào để phục vụ khách hàng. Chứ còn nếu thực ra để mà mình tính mà cái số tiền này mình giao dịch mà lợi nhuận mà lớn thì không có gì lớn đâu các bạn ạ. Đó, hiện giờ mình đạt được hơn 2 triệu thôi. Hơn 2 triệu mình trừ đi lại khoảng độ mỗi tháng mình mất đi khoảng độ vài trăm tiền xăng xe đi lại, tiền ngân hàng nữa. Thì cái số tiền hơn 1 tỷ này ở quê mình ấy thì người ta chủ yếu là gửi về là nhiều thôi. Đây là 1 tỷ 7 nhưng mà mình nghĩ là chắc là nhà mình phải hơn 2 tỷ rồi, tại vì là cái này cái số tiền là quẹt bằng thẻ, còn cái những cái khách hàng mà người ta gửi qua số tài khoản của nhà mình rất là nhiều. Hiện giờ mình đang có 7 cái số tài khoản, của em trai mình cũng có 6 7 cái số tài khoản nữa. Cho nên là các cái số tài khoản đấy thì người ta đang gửi vào rất là nhiều. Gửi vào người thì tiền chục, người thì vài chục, người thì vài trăm cũng có. Tại vì là bây giờ cái dịch vụ của mình khi mình mở ra ấy thì người ta cũng không đi gửi xe nữa. Đó, tại vì gửi xe rất là bất tiện mà cũng rất là lâu. Mà người nhà ấy phải đi ra đón xe và cái người gửi cũng phải đi gửi vào cái khung giờ đúng cái thời gian mà xe chạy. Nó rất là bất tiện. Thì bây giờ mình mở ra cái dịch vụ này thì là nhiều anh em là cũng đã sử dụng cái dịch vụ nhà mình rất là nhiều. Ngày càng rất là nhà mình rất là nhiều rồi. Thì bạn nào mà muốn gửi tiền hoặc là muốn giao dịch số tiền nho nhỏ khoảng độ 100 triệu đổ lại thì liên hệ với mình qua số Zalo của mình là 0366999313. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn làm như thế nào. Xong đó các bạn sẽ trao đổi với mình trên Zalo trực tiếp luôn. Đó. Còn khi gửi tiền qua nhà mình ấy, thì cái mức độ an toàn là tuyệt đối. Mình sẽ bảo vệ cái quyền lợi khi mà các bạn đã sử dụng cái dịch vụ của bên mình. Còn có nhiều bạn cứ thắc mắc là mình được nhiều tiền ấy, thực ra là mình không được nhiều tiền đâu. Đó, đây là mình đã chỉ cho các bạn thấy rồi. Đó, cũng không được nhiều lắm. Cái số lượng mà các bạn gửi tiền đi ở đây ấy, thì thường thường là gửi tiền đi cho con đi học này, rồi là những người gửi tiền đi mua hàng trả góp này, rồi là đặt quần áo này, hoặc là gửi tiền hàng này, cũng chỉ vài chục thôi. Trước giờ thì mình chỉ gửi đi có khách hàng gửi đi 100 triệu thôi. Đó, có khách hàng gửi đi 100 triệu là nhiều rồi. Chứ còn trung bình là vài chục rất là nhiều. Nhưng mà một tháng là mình cũng được kha khá. Riêng thu tiền trả góp thì mình đã vào hơn 100 rồi. Hơn 100 khách hàng riêng thu tiền trả góp, rồi là truyền hình. Rồi, còn thể game này, rồi là một số các cái dịch vụ khác nữa. Rất là nhiều, mỗi thứ một ít thôi. Nhưng mà tính ra một tháng là mình phải làm vài nghìn giao dịch. Phải nói là vài nghìn giao dịch nhá các bạn ạ. Không phải là mình làm được nhiều đâu. Mỗi một giao dịch mình được vài trăm đồng thôi. Cộng lại vài nghìn giao dịch. Nhưng hai anh em là làm cũng phải tất bật. Gần như là không có thời gian. Mình cũng mong muốn là làm cái nào nó thật nhanh nhất và thật an toàn nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng. Thì qua đây cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì, muốn mua sản phẩm gì của bên mình hoặc muốn sử dụng cái dịch vụ rút tiền, chuyển tiền thì hãy inbox qua Zalo hoặc Facebook cho mình theo số điện thoại là 0366999313. Mình sẽ trả lời và mình sẽ trao đổi trực tiếp với các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào cái video lần sau.